Xin chào các bạn Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu khăn quàng cổ cho bé xinh xắn như thế này Mình có làm cái khoảng để rút nè Giúp cho cái phần thân của khăn nó ôm sát vào cái vòng cổ hơn Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu cho cả bé trai lẫn bé gái Hoặc mình cũng có thể tăng giảm size cho người lớn lẫn trẻ nhỏ ha Và mẫu này thì mình sẽ sử dụng len miêu tầng 125g và kim móc 4.0mm Đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo lên qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút để ý cho mình cái phần thân khăn ha từ cái điểm mà mình luồn đầu còn lại vào quấn một vòng quanh như thế này đây là vòng cổ thì các bạn sẽ móc cho mình rộng hơn so với vòng cổ của xa các bạn cần móc khoảng tầm 10 cho đến 15 cm sau đó mình cộng thêm hai bên bèo như thế này mỗi bên khoảng tầm 10 cho đến 15 cm tùy vào sở thích ha Đối với size mà mình đang móc ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 115 mũi móc xích. Mình cũng có để kích thước cái chiều dài của xích đầu tiên này nè. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo ha. Tùy vào tay thở móc lỏng hay chật cũng như là chất len sử dụng kim khác nhau nên là cái số xích đầu tiên nó sẽ có thể khác nhau ha. Sau khi đã có đủ số mũi móc xích để mình vòng qua cái phần cổ và tạo hai bèo hai bên nè, gặp cho mình cái phân xích lại nè đây là cái đoạn mà mình luồn hai đầu lại với nhau đoạn còn lại là cái vòng cổ nè và ở phía dưới chưa ra một đoạn để mình làm bèo ha thì bây giờ mình móc phần bèo trước nè móc lên hai mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân thứ 115 đó móc một mũi kép đơn móc tiếp cho các cái chân móc còn lại cho đến khi mình đạt được cái độ rộng đây là cái phần thân khăn nè thì cái phần bèo mình tạo ở bên dưới ha Tùy vào sở thích các bạn chưa cho mình bao nhiêu cm ở phần này thì mình sẽ móc lên cái số xích tương đương với cm đó. Mình sẽ móc tổng cộng là 15 mũi kép đơn cho 15 chân móc xích. Kép đơn thứ 3 nè. Kép đơn thứ 4. Kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Mũi kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9 kép đơn thứ 10 Mũi kép đơn thứ 11 Kép đơn thứ 12 Kép đơn thứ 13 Mũi kép đơn thứ 14 Và mũi kép đơn thứ 15 Được 15 mũi kép đơn và 15 chân móc xích Mình sẽ tạo được cái độ rộng cho cái phần bèo để mình trang trí rồi nè thì tiếp tục cái đoạn kế tiếp các bạn để ý cho mình sẽ là cái đoạn mà mình luôn cái đầu còn lại vào đoạn này ha thì phần thân khăn của mình nè đây là cái đoạn mà mình tạo khoảng trống để mình luôn đầu còn lại vào ha thì cái đoạn này nó có thể nhỏ hơn so với cái phần bèo bên dưới từ 5 cho đến 10 cm tùy vào các bạn phối ha thì mình sẽ dành cái phần luôn đó khoảng tầm 10 mũi móc 10 mũi móc nhưng mà trước khi móc 10 mũi móc đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào chân kế bên để mình giảm cái độ cao của mũi móc để tránh bị nhầm lẫn mũi thì đánh dấu cho mình vào cái chân móc mà mình móc mũi nửa kép. Từ cái chân móc kế tiếp mình sẽ tạo cái khoảng để mình luôn ha. Móc cho mình 10 mũi móc đơn vào 10 chân móc. Mũi thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Mũi móc đơn thứ chín. Và mũi móc đơn thứ 10 ta sẽ tạo được một cái độ rộng cho cái phần luồng dây nè thì chân móc kế tiếp móc cho mình một mũi nửa kép để nâng cao cái độ cao của mũi móc lên và dùng kim đánh dấu đánh dấu vào mũi nửa kép để mình khỏi bị lầm mũi ha còn lại một đoạn dây cuối cùng thì cái đoạn dây đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn thì nó sẽ tương tự như cái đầu ban đầu mà mình chừa ra để làm bèo ha cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn móc tương tự cho đến hết hàng là được Sau khi móc đến cuối hàng thì ta sẽ tạo được cái độ dài cho cái phần thân khăn của mình nè. Các bạn sẽ đưa cho mình phần thân khăn này lên trên mặt phẳng nè. Vòng lại. Đây là cái đoạn mà mình luôn cái đầu còn lại vào một đầu nè. Và đây là cái đoạn để ôm sát phần cổ. Để có thể kéo rút nè. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo ha. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Khi quay ngược đầu móc lại nè, các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn vào luôn chân móc từ chân móc thứ hai để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc theo cái chiều mà mình đang móc thì có một đường nằm bên dưới và một đường nằm bên trên thì các cái mũi móc kế tiếp mình sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên dưới ha mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn và đều đâm kim vào đường bên dưới nè đây là mũi móc của nó thì đường bên dưới nằm đây ha tương tự cho các chân còn lại cho đến cái chân mà mình đánh dấu đầu tiên nha đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới nè khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu đầu tiên ở đây thì các bạn tháo kim đánh dấu ra khác với cái mũi móc kép đơn mà mình vừa móc bên trên thì cái chân của mũi nửa kép này các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào luôn chân móc chứ không móc vào đường nằm bên dưới nữa ha đánh dấu vào chân của mũi nửa kép đó nè tiếp theo sẽ là 10 mũi móc đơn để tạo cái khoảng luồng dây nè thì 10 mũi đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và đều đâm kim luôn vào chân móc chứ không đâm kim vào đường bên dưới ha mũi thứ ba nè mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu mũi thứ bảy nè mũi thứ 8, thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10. Khi kết thúc được cái phần luồng dây rồi thì đến chân móc kế tiếp là chân của mũi nửa kép. Tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân của mũi nửa kép. Móc vào đó một mũi nửa kép. Tiếp tục đánh dấu vào ha. Các chân kế tiếp mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn và đâm kim vào đường móc nằm bên dưới các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Đây, đâm kim vào đường bên dưới nè. Mỗi chân móc một mũi kép đơn, móc cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì lưu ý ở cái chân móc cuối cùng, thay vì móc vào cái đường móc nằm bên dưới, mình sẽ làm tương tự giống như cái chân đầu tiên, là móc luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường bên dưới ha. Móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn nè. Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc thứ hai. Chân đầu tiên và chân cuối cùng móc luôn vào chân móc ha. Các cái chân kép đơn này nè, móc vào cái đường nằm bên dưới. Còn từ mũi nửa kép này đến mũi nửa kép bên cạnh thì móc vào luôn chân móc ha. Tiếp tục lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại hàng này thì cũng làm tương tự như hàng bên dưới chân đầu tiên đâm kim vào luôn chân móc từ chân thứ hai trở đi đâm kim vào đường móc nằm bên dưới móc tương tự cho mình cho đến cái chân của mũi nửa kép thì chân của mũi nửa kép mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường nằm bên dưới ha móc luôn vào chân móc nửa kép một mũi nửa kép sau đó các cái chân của mũi móc đơn thì mình cũng móc mũi móc đơn vào luôn chân móc Ta có 10 mũi móc đơn vào 10 chân. Nửa kép này thì cũng móc vào luôn chân móc mũi nửa kép. Các chân bên này thì đâm kim vào đường nằm bên dưới ha. Mình cứ móc tăng dần thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần thân khăn của mình nó đạt được cái độ rộng. Các bạn gặp lại nè. Đạt được một cái độ rộng cao hơn so với cái độ cao phần cổ ha, khoảng tầm 1 cho đến 2 cm, tùy vào cái sở thích mà các bạn muốn nó cao bao nhiêu. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 8 hàng móc tạo được độ cao cho cái phần thân khăn rồi nè. Cao hơn so với phần cổ rồi ha. Thì cái đầu còn lại của mình nó sẽ luồn vào cái khoảng mà mình móc 10 mũi móc đơn này nè. Bây giờ mình sẽ viên lại toàn bộ phần thân khăn. Hàng viên thì chỉ móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc. Mình sẽ không đâm kim vào đường móc nằm bên dưới nữa, vì mình sử dụng mũi móc đơn cho nên các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào luôn chân móc ha chân đầu tiên nè tương tự cho mình cho các chân còn lại mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng đối với cái phần viền ở cái đoạn mà mình luồn cái đầu còn lại vào á thì các bạn cũng móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn ha tao chân của mũi nửa kép cũng vậy chân của mũi đơn cũng vậy Sau khi viền được đến cuối hàng móc rồi để mình tạo góc sau đó mình viền lại cái phần thân tiếp theo á Thì các bạn móc cho mình ở cái chân móc cuối cùng nè Chân móc cuối cùng mình sẽ móc một mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng trước Sau đó móc lên tiếp một mũi móc xích Tiếp tục đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi móc đơn cuối cùng đó một mũi móc đơn Thì mình sẽ có được một cái góc như thế này Ở phần tạo bèo phía dưới này nè, mình sẽ có Chân móc và thân chân móc xen kẽ với nhau. Thân chân móc nè. Chân móc, thân chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không có các cái chân móc liên tiếp. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào từng cái chân móc. Mỗi chân mình sẽ móc hai mũi móc đơn. Ta sẽ đâm kim vào chân móc chứ không đâm kim vào thân chân móc nha, cho cái hàng viền của mình nó đẹp hơn. Mỗi chân cứ móc cho mình hai mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cái góc còn lại thì góc còn lại các bạn cũng tạo góc tương tự một đơn một xích và một đơn tiếp tục mình sẽ móc vào các cái chân móc của cái mũi xích mà mình gây nên đầu tiên mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cái chân móc đầu tiên mà mình viền ha viền được đến cuối hàng móc rồi nè đến cái chân móc đầu tiên mà mình bắt đầu viên á thì các bạn cũng móc cho mình vào chân móc ta móc mũi móc đơn đầu tiên đó một mũi móc đơn sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và các len Giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ta sẽ hoàn tất được cái phần thân khăn như thế này thì đối với cái đầu còn lại để luồn được qua cái khoảng mà mình móc 10 mũi móc đơn á mình sẽ móc thêm một mảnh ở phía sau để mình ghép vào thì cái mảnh này các bạn sẽ móc như sau ha. Ta sẽ tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, đối với cái phần tạo khoảng ở đây nè, mình móc 10 mũi móc đơn thì lúc này các bạn cũng móc cho mình 10 mũi móc xích để móc 10 mũi móc đơn cho các hàng móc kế tiếp ha. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Đây, được 10 mũi bằng với cái khoảng mà mình tạo bên này. Thì móc lên một xích. Sau đó đâm kim vào 10 chân móc, lần lượt mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau khi móc được 10 mũi móc đơn rồi thì móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại, Hàng tiếp theo mình cũng có 10 chân móc, mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó ta thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Để ý ở cái phần thân khăn nè. Cái đoạn chính giữa của mình nè, mình có 8 hàng móc để tạo cái chiều cao cho phần thân khăn và hai hàng móc viền thì mình sẽ có tổng cộng là 10 hàng ha. Các bạn cứ móc cho mình là 8 hàng trước. Khi hoàn tất được 8 hàng móc rồi tiếp tục hai hàng móc kế tiếp mình sẽ viền lại nè. Thì các bạn móc lên cho mình một xích sau đó quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ móc hàng móc thứ 9, hàng móc này là hàng móc viền ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục tạo góc để viền lại cái đầu còn lại ha. Thì để tạo góc tương tự giống như khăn nè, móc lên một xích, sau đó chân cuối cùng đó cũng móc một mũi móc đơn. Lúc này ở cái phần viền thân này mình sẽ có được những cái chân móc liên tiếp với nhau. Các cái chân móc của mỗi hàng móc nè, thì mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Mình đã có chân móc cụ thể rồi nè, liên tiếp với nhau rồi. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mình sẽ có 7 mũi và 7 chân ha. Đến cái chân thứ 8 là chân cuối cùng các bạn sẽ tạo góc ở đây góc thì làm tương tự giống như các góc còn lại móc một đơn lên một xích và tiếp tục một đơn vào cùng chân móc sau đó tiếp tục viền cho mình cái phần bên cạnh mỗi chân làm một mũi móc đơn thì đây là cái hàng móc thứ 10 bằng với lại 10 hàng móc ở cái phần thân khăn rồi nè sau khi móc đến cuối thì các bạn móc lên một mũi móc xích sau đó kéo dài sợi len và cắt len cắt cho mình một đoạn lên vừa đủ dài ta sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu ta được một mảnh ghép còn lại rồi nè thì để ý ở phần thân khăn cái hàng móc mà mình viền lại á cái hàng mũi đơn các bạn chọn cho mình mặt phải của hàng mũi đơn là cái mặt phải của thân khăn luôn ha thì mình sẽ khâu cái phần còn lại ở mặt trái nè Mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi nửa kép Cái chân của cái mũi móc đơn mà thẳng với mũi nửa kép bên trên nè Mình khâu lại ha Khâu với cái chân móc đầu tiên của cái phần viền bên này Thì chân đầu tiên các bạn sẽ khâu lên cho mình hai lần để mình cố định lại được cái đường khâu Sau đó tiếp tục để khâu lại thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp với nhau Và đâm kim vào các cái chân móc của mũi nửa kép ở hàng bên dưới các cái chân móc nó sẽ tương ứng với nhau ha mũi nửa kép nè sau đó đâm kim lên chân kế tiếp của cái phần mặt sau nè chân kế bên của phần mặt sau và chân của mũi nửa kép liên tiếp của phần thân dưới ha mình sẽ khâu tương tự cho đến hết Khâu được đến chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng mình sẽ khâu hai lần để mình cố định lại được đường khâu. Như vậy là ta đã ghép lại được một đầu với nhau rồi nè. Để khỏi phải cắt len nhiều các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây để mình cố định lại được đường khâu. Sau đó mình sẽ luồn cái đoạn len còn lại vào cái hàng móc phần viền của mặt sau nè. Vào các cái chân móc của mũi đơn như thế này. Luôn được đến đầu còn lại thì tiếp tục khâu cho mình cái chân móc cuối cùng này với cái chân móc của cái mũi thẳng với mũi nửa kép ở phần thân trước nè. Chân của mũi nửa kép ha. Chân đây là mũi nửa kép nè, thì cái chân móc mũi móc đơn phía trên. Lưu ý chân đầu tiên và chân cuối cùng khâu cho mình hai lần để cố định lại được đường khâu ha. Sau đó lần lượt khâu tương tự cho mình cho giống cái phần bên này. Ta sẽ tạo được một cái khoảng trống để mình luôn đầu còn lại vào. Sau khi đã khâu hoàn tất được cái mặt sau với phần thân khăn rồi thì các bạn sẽ gặp cho mình cái phần khăn lại theo cái mép mà mình có của những cái hàng mũi kép đơn á. Thì các cái hàng mũi kép đơn mình móc vào cái đường nằm bên dưới nên nó sẽ có những cái đường G ha. Xỏ cho mình cái đầu còn lại vào cái khoảng mà mình tạo ở đây. Mình sẽ gấp cái phần thân khăn theo những cái mép mà mình có. Ta có thể canh chỉnh được độ rộng của phần khăn để vừa với phần cổ ha. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí. Đầu tiên là một nửa chân phía dưới. Tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là bốn mũi móc đơn liên tiếp. Móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư. Khi có được bốn mũi rồi nắm sợi len ngắn rút thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Mình được một nửa vòng tròn rồi thì móc lên một mũi móc xích sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình sẽ có bốn cái chân móc thì bốn chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn. Chân đầu tiên này móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ ba tương tự hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư cũng móc hai mũi móc đơn. Sau khi kết thúc được hàng móc thứ hai này mình sẽ có tổng cộng là 8 mũi móc đơn, gấp đôi so với vòng đầu tiên. Tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng kế tiếp mình sẽ tiếp tục tăng mũi để tăng cái độ rộng cho cái phần chân này. Thì các bạn móc cho mình cụm móc. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ta sẽ được một cụm móc như thế này cho cái hàng móc thứ ba này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại mình sẽ có tổng cộng là bốn cụm ha cụm cuối cùng sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng nè một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc thì vòng này mình sẽ tăng được bốn mũi móc ha tiếp tục đến hàng móc kế tiếp thì các bạn móc lên cho mình một xích và quay ngược đầu móc Hàng kế tiếp thì sẽ dựa vào công thức của hàng bên trên. Hàng bên trên của mình có một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Thì hàng kế tiếp tăng tình tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Ta sẽ có hai mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. Mình sẽ có được cụm móc như thế này, các bạn móc tương tự cho đến cuối. Khi móc đến cuối thì mình sẽ có tổng cộng là 4 cụm móc, tăng được 4 mũi rồi ha. Nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Đối với những bạn nào mà muốn tăng size thì cứ lên một xích, quay ngược đầu móc, xong công thức mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi nữa. Ta sẽ có là 3 móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc, sau đó cứ làm tương tự cho đến khi nó đạt được cái độ rộng mà các bạn cần ha. Đối với mẫu này thì mình sẽ dừng lại ở 4 vòng móc, nó có được một cái độ rộng như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ viên lại. Thì để viên lại mình sẽ viên cái hàng móc phía dưới này thôi ha. Móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào cái chân của cái mũi móc đơn cuối cùng mà mình móc ở đây nè móc vào đó một mũi móc đơn lúc này mình đã có được những cái chân móc liên tiếp với nhau mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và khi móc nhớ dấu lên thừa ha? móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại nè vòng tròn tái tạo đầu tiên cũng là một chân móc ha Đây sẽ là cái chân móc viên cuối cùng nè Là cái chân của cái mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên của cái phần hàng thứ tư ha Sau đó lên một xích và cắt len Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc Ta sẽ có được nực cái phần lòng chân như thế này Đối với những cái ngón chân ở phía ngoài mình sẽ móc bốn ngón ha Các bạn tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này là chín mũi nửa kép ha. Mũi nửa kép đầu tiên. Nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Nửa kép thứ tư. Nửa kép thứ năm. Mũi nửa kép thứ sáu. Nửa kép thứ bảy. Mũi nửa kép thứ tám. Và mũi nửa kép thứ chín. Hoàn tất rồi thì đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc và gút thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Ta sẽ hoàn tất được cái ngón chân như thế này. Đối với size của ngón chân thì tùy vào cái phần thân phía dưới mà các bạn có thể móc cho mình mũi đơn hoặc là mũi kép đơn ha. Sau đó mình sẽ dùng keo nến hoặc là kim khâu mình khâu cố định vào trong thân khăn Thì cái phần khâu này các bạn sẽ khâu ở bên mép mà mình tạo cái khoảng trống để luôn ha Sau đó luôn cái đầu còn lại vào cái khoảng trống đó nè Để canh chỉnh thì gặp cho mình các cái hàng của mũi kép đơn lại Tương ứng với cái phần mà mình luôn nè Sau đó mình có thể canh chỉnh để tạo được cái độ rộng cho cái phần khăn ôm sát được với phần cổ ha Đối với mẫu này thì các bạn cũng có thể trang trí những họa tiết khác lên trên thân khăn cho thân khăn của mình thêm xinh xắn hơn. Ta cũng có thể thay đổi màu phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Hoặc là tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.